30 kill cho Hiromi, 46 kill rồi. Số kill gần như là gấp đôi so với vị trí top 2. 12 kill. Chakra lên vị trí top 1 rồi anh em ơi, 7 kill cho Chakra. 8 kill rồi, 9 kill. 85 kill rồi cho Chakra. Cái gì đây? Một cái trận đấu gì đây? Và đây rồi. Knuckles là một loại vũ khí cần chiến hợp lệ trong buổi tối ngày hôm nay, và mình đây thấy xuất hiện rất nhiều những tiếng của Zhao 34. Double kill rồi cho Zurizide. Suy Zize. Để xem Zize đang đà đây rồi. Knuckles một tốc độ cận chiến phải gọi là tuyệt vời. Và đây là màn hình của Athule. Triple kill để dành cho Athule. Bunny là hay rồi, lại có support ở trong trận đấu này. Mình thấy có sự xuất hiện của một loại cận chiến. Anh em nào còn nhớ loại cận chiến này không ạ? Hỏa lôi kiếm. Một cận chiến mình nhớ không nhầm là hỏa lôi và thủy lôi là sẽ là dòng free. Và khi anh em kết hợp hai loại cận chiến này với nhau thì anh em sẽ có song kiếm. Khá là chiến luôn. 5 kill cho Hiromi. Hiromi để xem màn hình của Hiromi nằm xuống với combo kill là 6. Với một mạng duy nhất mà Hiromi đã có cho mình là 7 kill rồi. Những gọi là cao thủ cận chiến trong buổi tối ngày hôm nay và những loại cận chiến huyền thoại. Dao cầu vồng, dao la gai. Được, có cả dao la gai ở trong trận đấu này. Để xem nào. Dao la gai thì một sơn có là sắc màu gọi là rực rỡ. Liệu sơn màu có mạnh hơn hay không đây? Và đây sau đây là màn thôi. Phần thắng lại thuộc về thủy kiếm rồi. Ồ kiếm à đủ. 10 kill cho Hiromi và con muỗi cái thế. Đã sao chim thì muỗi cắn. Tầm này nó mưa trời mưa em, muỗi nhiều vãi cái đái thôi. Anh em có cách nào nó đỡ muỗi không? Đang ngồi livestream mà cứ gãi phành như khỉ. Khổ vãi cái đái thôi. Xong rồi chơi nửa buổi, một tiếng đồng hồ vẫn chưa nào thể nào làm được cái trận đầu tiên. Cảm ơn bạn. 4 kêu cho Hiromi rồi. Một thanh thủy lôi kiếm. Nhìn như anh em đã thấy là thủy lôi kiếm là một loại vũ khí cận chiến furry, nhưng mà tuy nhiên cái sức mạnh của nó thì không thể xem thường được. Một loại cận chiến khá phải có là rất là nhanh và tầm cận chiến là thuộc dạng gọi là xa nhất ở trong cái game truy kích này rồi. Một lựa chọn mình cũng phải nói là sáng suốt, và điều này khiến cho Hiromi vươn lên ở vị trí top 1. 5 kill cho 1ST. Triple kill cho Hiromi này. 1ST bị nằm xuống bởi lưỡi dao của một anh em nào đó. Hiromi có cho mình là 4 mạng rồi. Một vị trí đẹp khi mà không có ai để phát hiện ra vị trí của Hiromi. 21 kill. 22 kill. 10 kill hay không đây? 23 kill. Nằm xuống ở con số combo kill là 75 kill cho Athule. Athule thì là dao là Nepal à. Mình sẽ điểm qua một chút. Có một anh dài cầm trên tay đó chính là hồi kiếm mà nghĩa hoi Nepal Silver. Một trong những cận chiến mà ưa thích của Zeddy Gaming. Đấy, Zeddy Gaming thì có một combo Silver kèm theo đó là khẩu 3Z Silver. Phòng thí nghiệm. Một tuổi thơ của rất nhiều anh em ở đây. Chara 6 kill cho Zara, 7 kill cho Chara rồi. Chara là cái tên ở đây. 9 kill cho ra nhưng xuống ở combo kill là 9. Suýt nữa thì có một người đầu tiên chạm lên con số gọi là lên mốc con số kill là 10. Một kênh dao 34 thực sự là tuyệt vời. Sức mạnh của nó thì trời ơi, trong tay những người này thì toàn là vũ khí lỗi thôi. Phải nép thì thôi, 4 kill rồi. 21 kill, trong khi đó phía đầu chiến tuyến lúc này là Hiromi. Vẫn trên tay là thanh thủy lôi kiếm à. Đấy rồi. Cái anh em cần nhìn lúc này đó chính là tại sao lại không phải là chai vỡ của Chí Phèo. 5 kill cho chuột giang hồ à. Chuột giang hồ, sắp mình cái review đến đây là chết rồi. Chuột giang hồ dừng lại ở combo kill là 6. Combo kill hiện giờ đang cao nhất thì đang thuộc về 9 kill dành cho đứa nào nhỉ? Chara. Biết Bunny rồi à? Anh biết Bunny rồi đấy, anh chơi anh nhỉ không? Anh em thấy mình chơi không? Bây giờ mình nhá. Em mình bây giờ mình chơi bằng hệ tâm linh, em mình không thể làm gì được không? 3 kill rồi, nhìn này, 4 kill này. Thấy không? Chính chơi bằng Bluetooth, mình chơi bằng tâm linh em nhé. 5 kill rồi. Anh em thấy anh già chơi hay thì nhớ để lại một like, 500 like thì có phát thẻ nhá. 36 kill rồi. Một người một cái thanh thủy kiếm, trong này thì không ít những sự lựa chọn là thủy lôi kiếm, ví dụ như Julie. Nhưng mà một thanh kiếm nhưng mà ba số phận à. 5 kill cho Binzit. À nhờ Binzit, quyển Binzit. Xin lỗi anh Bin. Giờ Bin đâu rồi? Giờ Bin đâu rồi? 6 kill cho giờ Bin. Mình phải nhìn tên nhanh cơ. Thôi đi rồi.
Hiện giờ khoảng cách giữa top 1 và top 2 là 10 điểm. 10 kill bây giờ nó là quá xa rồi. Thời gian của còn lại của trận đấu này thì còn rất là nhiều. Đây là một chuột sang hồ có cho mình là 7 kill. Và đây là màn hình của Hiromi, 43 kill rồi. Cũng may mà trận đấu này mình kéo lên cho anh em là 12 phút chứ còn không thì 10 kill đầu tiên ở trong đây. Và đó là 10 kill cho Hiromi, 46 kill rồi. Số kill gần như là gấp đôi so với vị trí top 2. 12 kill với Thanh Thủy Kiếm. Thực sự là kinh dị với sự thể hiện của cái màn thể hiện của Hiromi vừa rồi. Quá tuyệt vời. Nhưng mà yên tâm anh em ơi, top 1 thì chắc là hơi khó, nhưng mà anh em có thể là cứ chơi hết mình đi, cuối game thì vẫn có thể nhá, yên tâm. One ST, à mình thấy có cái đây rồi, One ST 28 kill. Ok, cầm tiếp cái đinh ba thì mình cả đi em ơi, cầm đi. Chakra lại lên vị trí top 2 rồi, 35 kill cho Chakra. Lại là 7 kill rồi. Không được rồi, 7 kill xong mình vỡ mồm luôn rồi. Hiromi 49 kill. Sau một pha gọi là lên đồng vừa rồi thì Hiromi đang có dấu hiệu hơi mệt rồi, đuối sức rồi. Phần còn lại thì Chakra đang thể hiện 37 kill 12 kill nữa thôi em ơi, cố lên. Anh tin em làm được. Bunny là hay nhưng mà bị vụt một cái kệ bóng chày là vụt cho vỡ mồm luôn rồi. Hay quá, vụt cho gãy chân luôn. 44 kill đứa nào nhỉ? Á thủ lè giang hồ. Sao này có những cận chiến gì mới không? Đây rồi, chúng ta sẽ đến với vị trí top 1 trong lòng khán giả trong ở trận đấu ngày hôm nay, đó là PFA Luffy. Đá FA là còn top 16 nữa. Dao bạn mũi nhá. Bố mày vặt được mày rồi. Cứ đốt ra thôi. Nào, và đây là màn thể hiện giữa của Luffy, và Luffy đi rồi. One ST trở lại với thanh kiếm Titan của mình. Có một phiên bản nữa dành cho kiếm Titan là một kiếm Titan Gidin, một thanh guitar mạ vàng, cũng là hàng fake thôi. Ôi trời, kiếm Titan này cũng chiến đấy. Mình kiếm Titan này khá là ít người chơi ấy. Và mình ấn tượng thì đương nhiên là những cái trận đấu mà kiếm Titan lộn hòm đưa tóc của cậu bé Mugger rồi. Mình thấy rất là ấn tượng khi mà anh Nam chơi cái loại cận chiến này. 50 năm kill để trở lại với vị trí top 1 xem nào. Đây là Penta kill dành cho Hiromi. Lại là 6 kill rồi. Trời ơi. Những cái đường di chuyển và những pha cận chiến nó quá rất là chắc chắn đi. 64 kill cho Hiromi. 4 phút còn lại của cái trận đấu này, có lẽ là mình 10 kill nữa rồi. 11 kill cho Hiromi. Một lần 12 kill, một lần 10 kill và một lần được 9 kill. Cái quần què gì đây? Thứ gì chứ không phải là thứ bảy chủ nhật rồi. Kinh quá. Trở lại với vị trí top 2 nào. Chakra vẫn đang đi tìm đến ánh hào quang của mình khi mà bị núp bóng sau vị trí của Hiromi quá lâu rồi. Liệu Chakra có thể vượt lên được vị trí top 1 hay không, hay đây hay là lại là Vũ Vệ Nhi. Đắc Lờ Mao 6 kill rồi kìa. Kiếm Titan ở đâu? Đắc Lờ Mao đi rồi. 49 kill. Cận chiến là hay. Và đó là Pentakill cho Chakra. 6 kill dừng lại, combo kill là 6, trở lại Hiromi đây. Bón hành liên tục vào mồm đến từ Hiromi. Má, cận chiến kinh khủng khiếp thật. Khả năng này thì Thanh Thủy Kiếm thì mình lại liên tưởng đến một thằng em trai, đó chính là Hướng, Quốc Hướng 2K6. Lúc nào trong một trận buông xuống thì ý nghĩa rằng là đến giai đoạn cận chiến này anh em sẽ thấy một cái thanh niên nào đó mẹ Bunny như ngựa khắp phòng với cái thanh thủy lôi kiếm. Mẹ nó, sau rồi cận chiến kinh vách cả đái. Và mình đã bị mất bao nhiêu lần cái vị trí, bao nhiêu lần top 1 rồi. Thanh Hải đã uy scan 20.000 đồng. Chào sếp nhé, bữa giờ bận quá cô vô coi được. Ok, cảm ơn Thanh Hải nhá, không sao em ơi. Ui may em vào đây bây giờ là cực kịp ấy. Anh dành cả tiếng đồng hồ chỉ để sửa lỗi em ạ. Nay lỗi nào là linh tinh quá. Ôi đây rồi, 72 kill, cơ hội là có để cho Chakra với 2 phút 50 giây còn lại. Anh em nào cổ vũ cho Chakra đi. Chakra đang vẫn cố gắng trên chặng đường lên. Ôi giời ơi, sao lại búp bạc à, ơ kìa. Rồi, búp kill lộ liễu cá. Để rồi, triple kill. 66 và 74, còn cơ hội cho Chakra. Thời gian của trận đấu này không còn nhiều. Phát hiện ra vị trí và nằm xuống ở combo kill là 5. Để xem Hiromi lúc này còn giữ vững được phong độ hay không đây. Những pha cận chiến quá lôi đi từ Hiromi, 76 kill và 69. 2 phút đếm ngược nào. Và đó là đi. Đấy đi.
Khoảng cách giữa bây giờ chỉ còn lại là 6 kill để cho Chakra. Hay quá em ơi, một pha xử thế đây. 78 và 72. Combo kill 2 rồi. Một vị trí đẹp và đào trao đổi được một. Bây giờ là tỷ số bây giờ là 78-73. Áp sát quá hay đi. Thực sự là hai người này, ai được sở hữu con ác thì đều là xứng đáng thôi. Một người thì cận chiến quá hay với những cái phong độ cận chiến giữ vững từ đầu game. Và một người thì lại sở hữu một khả năng bunny quá tuyệt vời đi. Hiromi đã chuyển lại với thanh thủy lôi kiếm của mình rồi. Chakra 75 và 79. Hơi có một chút vấn đề với Hiromi khi mà chết cháy liên tục. Liệu Chakra có đám đuổi 77-80 rồi. Khoảng cách từ 20 kill bây giờ là chỉ còn lại là 3 kill cuối cùng thôi. 81 kill Hiromi liên tục phải nằm xuống. Chakra lên vị trí top 1 thôi anh em ơi. 7 kill cho Chakra. 8 kill rồi, 9 kill. 85 kill dành cho Chakra. Cái gì đây? Một cái trận đấu gì đây? Nhưng là cận chiến cổ thôi, không cần nhiều anh em ạ. Không phải katana gì cả. Anh em chỉ cần giao ba tư thủy lôi kiếm là đủ rồi. Một pha xử lý vừa rồi khiến cho Chakra vượt lên ở vị trí top 1. Hiromi có dấu hiệu run ở trận đấu này rồi. Cứ ngơ như rằng là khoảng cách là an toàn nhưng mà không. Chakra lại là người xử lý hay hơn. Cái quần què gì vậy, sao có thể cận chiến hay được như thế nhở? 82 và 88, Chakra lên vị trí top 1 rồi. 30 giây còn lại cuối cùng dành cho Hiromi. Chết cháy liên tục. Liên tục là phải nằm xuống nhưng không có, không đánh đổi được mạng nào cả. Những cận chiến gần như là trong sự tuyệt vọng đến từ Hiromi. Double kill cho Chakra. 91 kill rồi, có lẽ là một kỳ trận đấu kỷ lục với 100 kill không đấy. 8 giây còn lại và có lẽ là chúng ta đã có chủ nhân của con ác. Và xin chúc mừng Chakra. Sự hay quá em ơi. 8, 93 và 86. Hai người này chơi quá hay anh em ạ. Thật sự là rất quá hay.